Cây dừa này nó hai cái mọng cả nhà, nè nó lú lên hai cái cây nè, thầy không để ý thầy chặt đứt luôn, đứt rồi mới thấy nó có hai cái cây, ủa hai cái mọng luôn cả nhà nè. Đó, cưng nha. Cho gửi hai cái mọng. Giờ khô gì đã được nè, mình sẽ tắt lửa ha. Vậy là đẹp nè. Đây là nước cốt nhất nè, nước cốt kẹo á. Mình có để thêm mỏ ngoài này á, ăn cho nó thơm. Giờ mình đổ nước cốt kẹo lên, mình quậy cho nó đều lên là mình múc ra mình ăn được đó. Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Liệu Vlog nha. Cho Nguyệt chúc cả nhà có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thì ông xã này thì cũng tiến hành làm công việc là hàng á cả nhà. Anh chào cả nhà. Thì nãy giờ tèo gá sắt, tèo hàng mấy cây kèo ở cả nhà, mấy cây kèo ăn tèo làm cái sườn xong rồi đó, nó tèo gá lên tèo hàng được 3 cây rồi nè anh. Cây kèo này là kèo gá xuôi đó hả? Cây kèo mình gá xuôi theo máy á, lần nữa bởi vì nó dài ha. Nó dài, mình mua dài nó tới 9,5 m rồi cả nhà. Tèo hàng nó dài tới 9,5 m rồi. Cái này thì cái này gọi là ống tiếp hay ống sắt? Cái này nó gọi là sago. Mình mua hình như là một cây vậy, nó cắt sẵn đúng không? Cây 6 m, cây cắt sẵn 6 m, nếu mình 9 m thì mình hàng thêm 3 m nữa. Dạ, tại vì người ta cắt sẵn luôn vậy đó. Rồi cái hãng sửa người ta chỉ có 6 m thôi. Mình muốn dài thì mình hàng thêm nó dài ra. Mình nói cho nó dài ra đặng nó thẳng liền luôn một cây luôn. Tèo hàng là sáng giờ nè, mà giờ lấy máy mà lít lại này ở cả nhà cho nó láng á, đặng lấy nước sơn sơn vô để mấy chỗ này. Mà nếu mình không sơn á là nữa nó bị xét mấy chỗ này hết trơn à. Cái nữa mình mua sơn bạc mình sơn vô hả? Dạ, mua chai nước sơn bả cho nó tiệp với cái này luôn. Vậy lại nó mới cái mối nó không bị xét ha. Thì nãy giờ tèo cũng đã làm xong hết rồi cả nhà. Bên đây thì ba cây kèo tèo hàng sáng giờ đó. Rồi cái phần tấm tèo để nữa là tèo cắt sẵn ra đồng tay á, đang đợi mà trời mà nắng mà hết mưa đó thì mấy anh em xúm lại là lên cái dàn kèo với dàn đồng tay hết luôn cả nhà, cho xong cái sườn á rồi kéo tôn về đăng lợp luôn. Ở đây tèo cắt ra thì nó cũng dụng vậy nè, ngày nữa tèo cũng tận dụng hết à. Ví dụ mấy cây này á, thì nữa nó cục kiểu này thì nữa tèo làm cây chổng cái kèo giữa. Rồi cây mà dài dài hơn thì nữa mình nối lại cây ra hai cây á, lại cây thì mình làm trụ cũng được. Có mấy hàng á cũng tiện lắm cả nhà, nó dụng vậy chứ mình gáp lại nó được hết trơn à, không có bỏ. Giờ cũng chưa rồi, tèo dọn dẹp đồ ăn vô làm cơm ăn. Rồi thì sau khi làm xong công chuyện hết cả nhà thì dạ tèo sáng cũng có mua nãy chú chế bí với miếng khô nè. Bữa nay mình làm món gì em? Này là mình có đi mua được cái này là khô cá gúng nha. Mình lấy phần thịt nè, mình sẽ chiên giấm đường ha. Này là mua nãy chuối nè với bí. Đây là gì ta? Bột khoai bột bán. Mình hầm bí với chuối ha. Này có đậu phộng nè, có pony nữa cho nó thơm. Cái em có ghé nhà ba cho được nha, trái bưởi nè, hồi ba mình, trái bưởi nữa cả nhà, mình gọt ra mình ăn tráng miệng. Này bưởi này của ba chồng, bưởi đó bưởi năm rồi cả nhà, ăn ngon. Năm rồi ha, năm rồi ba cũng có vài trái rồi, ba cho ăn trái nè. Rồi bây giờ em đi rửa khô làm ha. Hai bé gái thì đang học bài cả nhà. Con chào mừng cô chú. Con chào mừng cô chú. Bữa nay ngày nghỉ của hai bé học bài chuẩn bị ngày mai. Bây giờ tèo đi bẻ dừa khô vô mình lấy nước cốt cả nhà. Sáng em thấy buồn
ba bốn trái vậy đó. Cái dừa nè. Ủa, nó mất tiêu trang rồi. Nó không còn trái nào vậy. Vậy anh coi có nó rụng không? Nó sáng mà. Có rụng trên bờ vậy không? Trời đất ơi. Đâu kiếm đây. Đâu? Đùm luôn kìa. Trời trời hên gì vậy? Cái nhà. À, nó rụng một đùm luôn. Tại vì nó khô quá hả? Nó khô quá rồi nó nặng á, nó rụng nguyên đùm. Nhưng mà nó kẹt cái ống bọng lại nè. Kẹt cái gọng dây này nè, nó trôi mất tiêu rồi. Chứ không thôi là nó trôi vậy đó, không biết rụng hồi nào luôn. Hồi sáng thì Nguyệt thấy còn. Dạ. Trái dừa này thì cây dừa này trồng đại cho nên nó trái nó hơi xấu á. Rồi Nguyệt để uống nước. Với lại rồi để cái nó khô nè. Trái dừa này hơi xấu á, bán lái nó không mua. Đem lấy cái lấy da. Dao á, nó mổ trong dở đây. Mình chòm cái cắm đầu trên luôn. Thôi nó rụng buồn, nếu mà rụng lần trái trái là nè anh đứng lên mổ nè. Là nó trôi vậy. Gì là mới lấy ra được nè. Chặt cái luôn. Rồi ta lắc nó đi. Lắc không? Cái dừa thấy vậy chứ xấu chứ cái gáo trong cũng im lắm cả nhà. Thấy nó xấu, thấy nó ngoài nó xấu rồi cả nhà. Cái chặt ra cái gáo nó cũng xấu quá. Nhưng mà nó cốt người ta béo lắm nha. Trái nó dài á. Cái trái nó dài nè, cái gáo ở trong nó không có bự nha cả nhà. Nó cũng xấu nhưng mà cũng béo, nó cốt cũng béo không thua gì nha. Chứ dừa đẹp đâu. Nhưng mà thì nó cốt nó cũng như nhau. Dừa lên mỏng rồi. Dừa hai đó. Cái dừa này nó hai cái mỏng cả nhà. Nó lú lên hai cái cây nè. Thầy không để ý. Rồi chặt đứt luôn. Đứt rồi mới thấy nó có hai cái cây. Rồi đập ra luôn rồi nè. Anh nếu mà thấy sớm những cái loại dừa này người ta cũng làm kiển đi chân tết. Phải thầy thấy sớm nè, thầy để nó, thầy vô cái chậu rồi cho nó lên hai cái chậu. Để chân á, nhìn nó đẹp, nó lạ. Chưa tắt ra cái chà, tắt ra thử ra. Có mọng ở trong nè. Ủa hai cái mọng luôn cả nhà. Nè. Cưng nha. Cho gựa hai cái mọng. Rồi hai mọng này hai bé thấy cho thích lắm nè. Để đi hồi cho nó lên mọng mà cái cơm nó cũng hơi mỏng á. Nó mỏng cơm này. Giờ sao? Thêm trái nữa không? Không biết. Thêm trái đi cho nó ngon. Nó cũng hơi mỏng cơm. Nó hơi mỏng cơm tại nó lên cái mỏng. Dừa nó lên hai cây. Trái dừa này cũng lên mọng luôn cả nhà. Cái giống dừa này trái xấu chứ không phải trái tốt, tao để giống là tao trồng nè. Ra cái mọng mà cái trái này có một cây một à. Cái này hai cây, cái này một cây. Một cây à, chắc ở trong nó có một cái mọng à. Cái này thì dừa này thì nó cũng mới lên mọng. Hồi nữa Nguyệt sẽ nạo cái lớp trong đó đó, mình nạo cái mặt nó bỏ. Để sao như nhiều khi nó hơi hôi dừa. Nó hôi dầu. Nó hôi dầu. Có mọng là nó bị hôi dầu. Nhưng mà cái mọng bự á. Ấy da. Nặng cái mọng rồi đó nha. Trái này hai cái nè, nặng cái. Cái này vô hai bé thích lắm nè. Không có hôi. Được. Rồi vô mình cạy cho hai bé ăn đi. Cái dừa này nó lên mọng á cả nhà. Nên mình làm nào trước bỏ một lớp cái ngoài của nó này nè. Lớp ngoài này nếu mà không nào bỏ mình dắt nó cốt thôi. Nó hơi dầu á. Nè cái lớp này mình bỏ nha. Chứ không có lấy. Cái dừa này thì nó mới lên mọng nhỏ mình ăn được đó. Chứ mà nếu mà nó bứt ra cây rồi là mình đừng tiếc, mình bỏ đi chứ mình đừng ăn. Nó hơi dầu lắm. Nó hồi dầu cái là mình không biết mình bỏ vô nó hư cái nồi. Cái nồi yếu mình luôn. Con này chỉ mới búp mộng hay được. Ngon béo. Sau cỡ 15 phút Tèo đã hoàn thành xong hai trái dừa cả nhà. Miếng này nó có cái mộng á cả nhà. Tèo nào không giọng ngoài trong này không dám nào. Này nó bị hôi. Rồi xong. Xong hai trái dừa. Rồi bây giờ thì tới Nguyệt sẽ dắt mình lấy nước cốt mình hầm. Bây giờ thì lột chuối á cả nhà. Chuối này thì nó to nè, Nguyệt cắt ra làm hai ha. Cái chú sim này là lá hai lậu nha cả nhà. Màu lậu sim trắng, lậu sim đen. Cái này đen hay trắng? Cái này đen nè, đen là nó có quần đốm như vậy cả nhà. Nhưng mà chú sim đen nó ngon hơn sim trắng đó. Cái lậu sim đen này mình ăn nó ngọt hơn, trái nó bự hơn. Nhưng mà trái sim đen nhìn thấy thì cái trái nó không đẹp. Không đẹp mắt bằng cái chú sim trắng. Trắng trái nó đẹp. Nhưng mà cái hậu ngọt của nó
này nó ngon hơn. Sim trắng mình ăn nó có cái hũ chua cả nhà, còn cái sim đen mình ăn nó không có hũ chua. Nếu mà trái nhỏ thì mình để nguyên trái cũng được. Trời, cái trái bí nó đặc biệt. Thì mình thích cắt ra làm hai. Bí gỡ đặc biệt. Còn trái bí cũng hơi bự nữa, nên việc cắt lấy nửa trái thôi. Chia ăn hai lần. Mình hầm, rồi nửa trái đó mình có thể mình hầm thịt hay là nấu canh gì đó. Bây giờ chuối thì mình sắc rồi ha, bí một cọt mình rửa sạch rồi mình sắc cục vừa ăn ha. Bây giờ mình sẽ ốp cho ít muối vô, với mình hầm á, mình để đường vô, mình cho 3 muỗng đường đi, hầm nó ngọt ngọt á, ngon. Thì mình sẽ trộn để đây nè, cho nó thấm vô á, rồi mình sẽ dắt nước cốt á, rồi mình đổ nước cốt dở vô đây mình bắt ra mình hầm. Khô này thì thịt nó rất là nhiều luôn cả nhà. Rất là nhiều cho nên người ta muối á, muối cái độ mặn của nó cũng mặn lắm. Người mua về thì người rửa sạch nè, rồi người bắt nước á, người ta trụng, người luộc như mình luộc vậy đó, luộc cho nó giảm cái độ mặn đi. Rồi bây giờ người chiên nè, chiên cái hồi nó người làm nước giấm đường á, cho nó ngọt ngọt chua chua đó. Rồi mình sẽ để khô này chiên xong rồi mình sẽ ngào vô cái nước đó cho nó thấm cái nước đó nữa, ăn nó sẽ rất là ngon. Đây là nước giấm ha, cho một ít nước giấm, chừng 3 muỗng nước giấm, sẽ để tí xíu ngọt vô, để thêm muỗng đường nữa, rồi mình đặt cái ga cho nó tan đường vô. Rồi nữa mình khô này nè, mình chiên cho nó vàng rồi đó, mình sẽ ngào chung với cái nước giấm đó đó, cho nó thấm vô cái nước giấm đường chua ngọt đó. Hôm nay hơi gió nữa nè. Gió quá. Bây giờ khô cũng đã được rồi nè ha. Cái nào vàng mình sẽ gấp ra ha. Cái này là nước giấm nè, giấm đường nè. Mình còn cho nó sọt lấy ha. Hôm nay khô mình gấp ra nè, mình sẽ để vô. Bây giờ mình sờ cho nó thấm cái nước giấm đường nè. Thì nó ngon anh ha. Nhìn cháu bụng quá cả nhà. Giờ khô gì đã được nè, mình sẽ tắt lửa ha. Vậy là đẹp nè. Giờ mình bắt cái nồi chuối lên hầm ha. Đây là nước cốt nè, này là nước cốt dảo nè. Mình sẽ đổ vô, mình nấu. Còn mình chừa lại nước cốt nhất á, hồi nào nó chín nè, mình hãy để vô để cho nó giữ độ béo cho nó ngon. Bây giờ nồi chuối mình đã sôi nè, mình để bột bán bột khoai vô ha. Bán bột khoai này á, mình mua về thì mình rửa sạch cái mình ngâm ít nhất cũng cỡ 2 tiếng á, từ 2 tiếng đến 3 tiếng để cho nó mềm ra mình nấu nó mới ngon. Chứ nếu mà nó không có mềm á, là mình nấu mình không có ngâm á, là mình nấu sao nó cũng mềm chân á, nó sẽ không ngon. Mình phải ngâm với nước lạnh mới được. Nồi chuối hầm mình cũng đã chín rồi ha. Đây là nước cốt nhất nè, nước cốt kẹo á, mình có để thêm một ống mini á để cho nó thơm. Giờ mình đổ nước cốt kẹo lên, mình quậy cho nó đều lên là mình múc ra mình ăn được rồi đó. Cái nồi chuối bữa nay nhìn thấy ngon quá. Bây giờ mình múc ra mình dọn cơm ăn. Cả nhà ơi, bữa cơm thì vợ thầy cũng đã chuẩn bị xong nha. Thì hôm nay ăn hai món cả nhà. Chuối với bí hầm dừa. Đây thì khô. Vợ thầy chế biến món lạ, thầy thì cũng chưa ăn lần nào. Giờ thầy mời cả nhà ăn cùng gia đình thầy nha. Nguyệt mời cả nhà cùng ăn gia đình Nguyệt nha. Con mời cha, con mời mẹ, con mời ông bà cô chú. Đây mẹ gấp miếng thịt cho. Nha. Cảm ơn mẹ. Hai bé có ăn món này chưa? Chưa chế nè. Chưa. Mẹ. Còn cái gúng thì Tèo thường ăn chiên với nấu sim lo cả nhà. Nguyệt mời cả nhà nha. Còn món này thì hầu như là chưa ăn. Ngon. Ăn cơm hết phải rồi. Chắc làm kiểu này ăn nó chắc nó đỡ mặn đó cả nhà. Còn nếu mà mình không làm cái này là chắc ăn mặn lắm, ăn không nổi đâu. Tại vì cô này người ta ốp muối nó thiệt là mặn mới được. Cái thịt nó nhiều quá. Cái thịt nó nhiều là mình mà mình muối phải mặn, không mặn thì nó sẽ bị bụng á. Ăn nó hôi, nó hôi còn khô quá. Đầu tiên ăn muối khô này luôn. Ngon không? Ngon quá. Vì Út ăn đến thinh luôn rồi. Chàng nấu miếng nước canh hầm nè. Tại bữa khen mẹ làm gì vậy đã ngon. Vậy hả? Con chan canh này trẻ, con chan canh này dễ ăn lắm. Ngon. Lần đầu tiên ăn. Không biết chan vô nó sẽ như thế nào.
Trang vô ăn lần là ghiền luôn á. Cái chuối hầm này cả nhà mình ăn thường mình ăn với tép gan mặn cũng ngon. Món này ăn béo béo mà. Mẹ nấu tới hai trái dừa lắm. Dừa béo mà thơm. Cái món này mình ăn cơm cũng được mà mình ăn không cũng được. Ăn chuối không? Con để đây hồi ngồi ăn nha. Nó cũng giống giống như chè. Chuối hầm. Món này thì Tèo hồi nhỏ Tèo ưa lắm cả nhà. Mỗi lần mà mẹ Tèo mà nấu món này thì bữa đó là ăn đi không nổi luôn. Hồi xưa bà ngoại hay nấu lắm. Tại vì hồi xưa cái người già xưa người ta thường có vườn đồ nhiều đó, có chuối đồ nhiều á, hay hầm chuối đó. Đây ăn lại món tuổi thơ cả nhà. Thấy gung tay chưa? Ừ. Con ăn vô rồi con cảm giác như là con không ăn cơm mà con ăn chỉ chè. Hồi xưa thì lúc còn nhỏ thì hồi xưa ăn lại thường xuyên là ăn cái này nè, không có cá mắm cho cả nhà. Kho nào muốn quẹt á thì xong rồi chán này lên ăn nè. Không thôi xúc tép gông. Tép gông mới tép bạc non vậy đó. Tép gông thường cái chưa tép gông. Thì mời cái nhà ăn cơm tèo nha. Cũng vẫn ngon như xưa cả nhà. Thôi thật không, chắc con cá bự lắm. Nó mặn mặn cái mình ăn với canh thì nó hợp ha. Ăn canh này cũng ăn nước chua. Ăn rau dường cũng được. Lâu quá tự nhiên mình thèm chuối hầm. Trái bí này cũng của dì Út cho, dì Út gửi cho em á, thấy vậy cái thèm hầm á. Thì đi chợ dạo. Mua thêm chuối nè, hầm. Bí gọi này dẻo à. Của dì Út cũng trong á. Giống bí này cũng ngon nè. Nó dẻo hơn phê môn nữa cả nhà. Ngon ha. Dẻo rồi. Bí này dẻo. Cả nhà ơi, gia đình Nguyệt cũng đã xong bữa cơm rồi. Nguyệt cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng vợ chồng Nguyệt nha. Bây giờ Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau nha.